Chương 290: Tìm được manh mối. Mãi tới khi bọn Vương Diễm Mẫn vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc rời khỏi, Diệp Bạch mới hỏi: "Nói mau, tin tức ông nghe về huyết sắc Sano là gì?" Xuất ra vui mừng, lúc đầu y chỉ muốn lấy lòng Diệp Bạch, ai ngờ cái Diệp tiền bối này hứng thú tới vậy với tin tức này. Không đắn đo, y vội nói: "Hôm qua một thuộc hạ của tôi uống rượu tại quán rượu Lã Loan, vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai người lạ." Xuất xa nói tới đây liền quay ra nhìn Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc vẫn chú ý nghe, lòng quyết định đợi lát nữa phải khen ngợi cái tên thuộc hạ nghe được tin tức. Xuất xa kích động tiếp tục nói: "Trong hai người, người đó có một người là Lữ Giới, chuyện cô ta nói với người còn lại là đại ý, còn người đó quá lợi hại. Nếu như hắn ta và huyết sắc san hô có liên quan tới nhau, cô ta nhất quyết không nhúng tay vào. Hơn nữa cô ta còn nói là không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ này. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ của cô ta có thể trực tiếp tới vị trí chữ địa, nhưng cô ta cũng không muốn làm nữa, bởi vì con người đó không phải là người mà cô có thể giết. Nhưng mà người đàn ông kia lại là nói, nếu rút khỏi một nhiệm vụ, tổ chức lập tức truy sát cô." Nghe xong cô ta im lặng, không có nói gì nữa. Chữ địa, Diệp Mặc nghĩ tới cô gái tên là Đồng Cầm, đã bị hắn để lại ký hiệu, có lẽ lữ sát thủ chữ nhân trong địa sát, chẳng lẽ là cô ta. Nhưng tại sao cô ta tới đây? Hơn nữa, nếu đúng như là Đồng Cầm, một cái sát thủ chữ nhân trong địa sát như cô ta, tại sao để lộ ra sơ hở tới vậy, khiến một cái tên côn đồ nghe được? Diệp Mặc nghĩ tới đây lông mày nhíu lại. Xuất xa nhìn thấy vậy, lòng vốn có chút đắc ý giờ thấy sốt ruột. Không biết tại sao Diệp Mặc nhíu mày khi nghe tin này. Trong lúc xuất xa băn khoăn, Diệp Mặc nói: "Thuộc hạ của ông sao nghe được tin này?" "Hóa ra là chuyện này," xuất xa vội nói. Vương Tổng Quý nói là nó có thể nghe đến sự việc này, nhưng cũng không thể nói làm sao nó lại nghe được. Tôi lập tức gọi nó tới đây. Xuất gia nói xong, thấy Diệp Mặc không có gì phản ứng, liền ra ngoài gọi một câu: "Ngay lập tức gọi Vương Tổng Quý tới." Vương Tổng Quý nói tới, tới rất nhanh, chỉ là mấy phút sau có mặt tại đại sảnh. Thấy xuất gia vội vàng nói một cách lịnh bợ: "Đại ca, anh gọi em có việc gì?" Xuất gia gật gật đầu nói: "Vị này là Diệp tiền bối, anh ấy muốn có việc hỏi mày, mày phải trả lời rõ ràng. Nếu không trả lời rõ ràng đừng trách tao không khách khí." Nhánh mắt nghiêm túc của xuất xả, Vương Tổng Quý vội là gật đầu nói: "Vâng Diệp tiền bối, mời anh hỏi." "Anh nghe được tin tức huyết sắc san hô ở quán rượu Lã Loan đúng không?" Diệp Mặc lập tức hỏi. Vương Tổng Quý thở hắt ra, ý tưởng chuyện gì vội nói: "Vâng tiền bối, tôi nghe được tin tức về huyết sắc san hô ở quán rượu Lã Loan. Lúc đó tôi đang uống rượu, nghe hai người ngồi cách một bàn đằng xa nói chuyện, tôi nghe thấy rất rõ." Diệp Mặc hừ một tiếng, gõ lên bàn nói: "Mày nói láo, nếu nói láo một lần nữa đừng trách tao không khách khí." Xuất xa đứng lên cho Vương Tổng Quý một cái tát rồi nói: "Mẹ nó, mày không muốn sống nữa sao, dám nói dối với Diệp tiền bối." À, Vương Tổng Quý bị xuất xa cho một cái tát bèn lùi một đoạn xa sau, đến nào vết máu khóe miệng cũng không dám. Y không biết tại sao vị tiền bối Diệp Mặc biết y đang nói dối, nhưng những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nếu y tiếp tục nói dối không chừng bị lão đại giết. Vương Tổng Quý vội quỳ xuống nói: "Lão đại tha mạng, những điều em nói đều là thật. Chỉ là không phải em nghe được ở bàn kế bên. Em có quen một người làm quản lý quán rượu Lã Loan. Lần trước lúc quán rượu xưa này, em đặt hai cái camera cực nhỏ ở trong hai phòng đó. Em vốn muốn thông qua camera quay chụp một số hình ảnh, dùng nó đi lừa bịp lấy ít tiền. Hôm qua có một đôi nam nữ vào phòng đó. Lúc đó em cứ nghĩ là có chuyện gì đó. Kết quả bọn họ kiểm tra phòng hồi lâu, không có nghi vấn mới bắt đầu nói chuyện vừa nãy mà em đã nói. Đại ca tiền bối, lời em là sự thật, không hề có câu nói dối." Diệp Mặc gật đầu, xem ra Vương Tổng Quý có chút bản lĩnh. Nhưng nghĩ bản lĩnh thế nào mà đặt camera trong phòng của Đồng Cầm không bị phát hiện? Diệp Mặc còn hoài nghi điều này. Nếu bản lĩnh của Đồng Cầm chỉ có vậy, thì sát thủ địa sát cũng chỉ đến vậy mà sao? Sau đó rồi sao nữa? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Vương Tổng Quý không giấu giếm vội trả lời. Sau hơn một giờ, hai người đó không nói gì, chỉ là vẽ cái gì đó trên giấy, đến động chạm vào nhau cũng không. Sau đó liền đi ra, em không thấy lấy được cái gì giá trị. Diệp Mặc dở khóc dở cười. Cái tên Vương Tổng Quý này chắc chắn là phải nhìn thấy cái cảnh lên giường mới cho là có giá trị. Một khi không phải lên giường thì không có giá trị. Tên này đúng là một loại cực phẩm. Trong lúc Vương Tổng Quý không biết vị Diệp tiền bối này xử lý thế nào, y Diệp Mặc lại nói: "Tốt, anh đưa tôi tới chỗ quán rượu đó, sau đó đưa đoạn video hơn một tiếng đó cho tôi xem." "Vâng, em lập tức gọi điện cho bạn em, bảo nó mang đoạn video tới."
Phương Tổng Quý rất thông minh, ý biết rằng Diệp Tiền Bối này không phải là muốn xem cái đoạn phim người lớn, mà muốn xem cái đoạn hội thoại hai người. Quán rượu Lã Loan có thể nói là quán rượu lớn nhất Lã Lan Giáp. Lúc Diệp Mặc tới đây, quả nhiên quán rượu mới sửa lại. Thảo nào Vương Tổng Quý có thể đặt camera ở trong phòng. Diệp Mặc đi theo Vương Tổng Quý vào sàn phòng gắn camera, nhìn chỗ đặt camera, lòng thầm khen cho sự thông minh của Vương Tổng Quý. Nếu không được nói thì anh ta cũng khó mà phát hiện. Vương Tổng Quý đặt camera trên cái giấy dán tường, không những nhỏ mà ống kính camera còn là được ngụy trang bởi nhụy hoa. Trên tường có bao nhiêu là hoa, ai có thời gian rảnh mà ngồi so sánh từng bông. Cứ cho là ngồi so sánh từng bông, phải ngồi rất lâu mới nhìn ra. Con người này đúng là trời sinh đi làm công tác ngầm. Vương Tổng Quý và bạn của y đều có bộ dáng thô tục như nhau. Tuy nhiên đoạn video này mới có từ tối hôm qua, cho nên chưa bị xóa. Diệp Mặc xem đoạn video máy tính xong, trong đó xuất hiện một người lữ quả đúng là Đồng Cầm. Người con trai còn lại là một thanh niên diện mạo tuấn tú, dáng người thuộc hạng trung, tóc ngắn, có điều thần sắc có chút lo lắng. Lúc hai người bước vào, quả nhiên kiểm tra một lượt khắp phòng, nhưng thông qua đoạn phim có thể thấy rằng họ đều đang có tâm trạng nặng nề, kiểm tra các phần qua loa. Những lời mà người đàn ông nói với Đồng Cầm nói đúng như những gì xuất xa nói hắn, nhưng về sau họ không nói gì mà vẽ ra trên tờ giấy. Nhưng những gì bọn họ vẽ đều bị lưng của Đồng Cầm che, làm gì mà không thấy rõ. Cho nên tận lúc sắp ra khỏi phòng, bọn họ vẽ đều trên giấy không nói bất cứ lời nào. Mãi tới khi hai người thu tờ giấy, Diệp Mặc mới nhìn thấy trên tờ giấy trắng có vẽ một cái khối đá ngầm nhô trên bờ biển. Khối đá này hình như hắn từng thấy, không lâu trước dường như thấy khối đá này ở trong lúc ở trên bờ biển. Có được manh mối, Diệp Mặc đứng lên liền nói: "Tốt, lần này nhờ có anh, quả không tôi. Lần sau gặp Tiêu Bên Nghĩa tôi giới thiệu anh. Hôm nay có chút việc đi trước vậy." Xuất ra lộ ra niềm vui trong mắt, vội vàng nói: "Không dám, không dám." Tiễn Diệp Mặc một mạch ra tới cửa. Nhìn tấm lưng Diệp Mặc dần biến mất, y vui mừng khôn xiết, bộ dạng không thể tin được việc này. Y có thể tới Tà Mã này do nhiều năm đi theo Tiêu gia, được Tiêu gia cho cơ hội. Nhưng bây giờ khác rồi, y vô tình kết giao với Diệp Tiền Bối, sau này không phải là một nước nền mây trước mặt Tiêu gia sao? Xuất giả cả nghĩ cảm phấn chấn, quay đầu về nói với mấy cái tên tiểu đệ: "Từ giờ mấy người bạn Diệp Tiền Bối không được gây rối. Nếu có tên nào khó mắt, ăn nói vô lễ với người của Diệp Tiền Bối, đừng trách xuất giả tao không khách khí." Tuy rằng đã là hơn 10 giờ tối, nhưng tốc độ Diệp Mặc rất nhanh, chỉ 2-3 phút đã có thể quay lại bãi biển. Hắn quả thực phát hiện ra khối đá ngầm. Diệp Mặc nhảy một cái, đứng trên tảng đá ngầm. Trên mặt tảng đá ngầm không có cái gì, cũng không có bóng người, nhưng Diệp Mặc lộ ra sự vui mừng. Hắn cảm thấy dấu hiệu mình để lại. Lúc đó, hắn để lại ký hiệu trên người Đồng Cầm. Theo cảm giác bây giờ quán, chỉ cần Đồng Cầm trong cự ly 10 dặm có thể cảm thấy. Nhưng bây giờ ký hiệu Diệp Mặc cảm thấy lại ở trên biển, cảm giác Diệp Mặc chỉ là loáng thoáng mà thôi. Hẳn là sắp ra khỏi phạm vi hắn có thể cảm nhận, Diệp Mặc không dám chậm trễ, cầm một tấm ván gỗ đuổi theo hướng ký hiệu. Mới có vài phút, một cái chiếc thuyền dân dụng màu trắng hiện trước mặt Diệp Mặc, hắn vội qua đó lại phát hiện một gã hơn 50 tuổi đứng trên mũi thuyền canh gác. Nhìn con thuyền đứng im không rời đi, Diệp Mặc lên thuyền nhìn một lượt. Trong khoang thuyền chỉ hai người, đúng là Đồng Cầm và người đàn ông hắn thấy trong đoạn video. Đồng Cầm, thực sự có người lợi hại đến vậy? Tôi đã nghe nói một cái cao thủ ẩn môn, nhưng lợi hại tới mức như cô nói quá là thái quá. Lần này cấp trên cử đến Thổ Luân Tư, hắn là cao thủ cấp địa, có lẽ chúng ta có thể buông tay được rồi. Hơn nữa, việc đùa giai đoạn trước làm thế nào cô khẳng định đó là Diệp Mặc làm, và lại cô chắc rằng hắn có thể trộm quả bom đó trước mặt cô. Người đàn niên đó nghĩ. Do sự nói ra, sắc mặt Đồng Cầm tái nhợt lắc đầu nói: "Trần Thạch, anh chưa từng tiếp xúc với hắn ta lần nào, anh không hiểu được sự đại quán. Tôi bây giờ nghĩ lại còn sợ từng cơn, tôi dám chắc đúng là hắn ta đã làm việc đó ngay trước mắt tôi, nhưng tôi không thể nào nhìn ra." Chương 291: Tình thế khó xử. Dừng một lúc, Đồng Cầm tiếp tục nói: "Ngay lúc nói chuyện với hắn ta, em cảm thấy có chút hãi hùng. Quả là lúc Vũ Phong ấn nút chiếc xe bị lộ lại là chính chiếc xe anh ta. Em dám chắc nếu như em chạy không nhanh bây giờ là nằm trong tay hắn ta. Hơn nữa cái gì?" Trần Thành lập tức hỏi. Đồng Cầm do dự lên tiếng:
Em nghi ngờ trên người em đánh dấu một loại ký hiệu nào đó. Nhưng em đã tắm đi tắm lại mấy lần, thay mấy bộ quần áo nhưng cảm giác về ký hiệu đó vẫn còn. Em không biết có phải do em đang nghi không, nhưng giác quan thứ 6 em rất chính xác. Nếu không có giác quan đó, em đã mất mạng trong lần thực hiện nhiệm vụ lần trước ở Hồng Kông. Xe mặc bên ngoài nghe thấy, lòng thầm khen, Đồng Cầm này đúng là sát thủ trời sinh. Ký hiệu của hắn trên người sát thủ cấp địa cũng không có bị phát hiện. Không ngờ bị cô Đồng Cầm này phát hiện. Cho dù cô ta chưa dám khẳng định, nhưng loại trực giác này đúng là rất khá. Cần biết rằng Đồng Cầm này đến cổ võ cấp đều không có, chỉ là một cái tên sát thủ mà thôi. Trần Thanh ngơ ngẩn cả người, hồi lâu lên tiếng. Em quá đa nghi rồi, thế giới này làm gì có loại dùng ký hiệu. Huống hồ, hắn ta chỉ là bắt tay em một chút, mặc dù thời gian có hơi dài. Nhưng ai biết được gã Diệp Mặc này không phải là một người háo sắc. Hắn ta có lẽ là chỉ muốn cầm tay em mà thôi, về căn bản không thể thông qua bắt tay để lại ký hiệu trên người em. Nếu thực có việc này, hắn ta đúng là thần thánh quá. Đồng Cầm lắc đầu nói tiếp. Không đúng, hắn ta không phải muốn bắt tay em. Đường Bắc Vi xinh đẹp hơn em nhiều, sao hắn ta không muốn bắt tay cô ta? Đường Bắc Vi là em gái hắn, hắn đương nhiên không thể có tình ý. Trần Thành lập tức phản bác. Em gái, làm sao anh biết Đường Bắc Vi là hắn? Và hắn là anh em, có xác định huyết thống ư? Còn nữa, bọn họ có một người họ Đường, một người họ Diệp. Em không dám khẳng định. Lần trước khi điều tra hắn ở Ninh Hải, em tận mắt thấy hắn và Đường Bắc Vi cùng qua đêm trong một căn phòng. Hơn nữa, gã Diệp Mặc này căn bản không phải giống kẻ háo sắc. Đồng Cầm lập tức lắc đầu. Dường như để vào bổ sung quan điểm của mình, Đồng Cầm nói thêm. Nếu hắn thực sự háo sắc, theo tư liệu em có được, đã từng cùng xuất hiện, hắn ta có Vân Băng, lại có hôn thê Khinh Tuyết. Làm gì có ai không xinh đẹp hơn em gấp nhiều lần, hắn ta sao có thể động thủ với em? Trần Thành gật gật đầu nói. Em nói không sai. Chẳng lẽ chúng ta không thể đắc tội với Diệp Mặc, mà lại có thể đắc tội với cấp trên sao? Nếu chạy trốn cũng lại nhận cái chết, hơn nữa chết rất thảm. Đồng Cầm thở dài. Nếu để em lựa chọn, em ta đắc tội với cấp trên sau đó tự sát, gã Diệp Mặc kia quá kinh khủng. Em điều tra ra hắn, hai tổ chức Nam Thành Thiết Giang dù chưa bị diệt vong, nhưng hắn ta vì hắn ta làm suy thoái. Tiếp đó là Tống gia, một trong ngũ đại gia tộc Hoa Hạ, em cũng nghi ngờ là hắn làm. Gần đây Lưỡng Tây Bang em cũng nghi ngờ hắn liên quan. Vì vậy huyết sắc san hô cũng lấy được từ Tiêm Giác Hải. Là Kiều gia cũng là do Diệp Mặc làm. Trần Thành lập tức hỏi. Đồng Cầm trầm ngâm một lúc lên tiếng. Trước đây em cũng nghĩ là vụ Kiều gia do hắn làm, nhưng sau khi nhận được nhiệm vụ mới, suy nghĩ kỹ càng mới cho rằng huyết sắc san hô không phải do hắn cướp. Người giết Kiều gia rất có thể là cha gia, cho nên em vội vàng rời đi. Em có dự cảm chỉ cần ở cùng cha gia thì cái mạng cũng không phải mạng của em. Cha gia, điều này sao có thể? Từ lúc cha gia hợp tác với chúng ta không nhắc tới huyết sắc san hô, bọn họ chỉ cần nói giết Diệp Mặc là được. Trần Thanh kinh ngạc, Đồng Cầm lắc đầu. Em cũng không hiểu, nếu người thuê chúng ta giết Kiều Cương là cha gia thì dễ giải thích, nhưng mà người thuê giết Kiều Cương lại là Vân gia. Hơn nữa, cuối cùng cha gia lại là chủ động tìm chúng ta hợp tác giết Diệp Mặc. Em không hiểu ý của họ. Lần này sau khi em chạy trốn cũng không nghe qua lệnh cấp trên bảo tiếp tục ở lại cha gia. Có lẽ đã bị cấp trên nghi ngờ rồi. Bởi vì em nghi ngờ huyết sắc san hô vốn là do cấp trên và cha gia hợp tác cùng làm. Mục đích của cấp trên là muốn Diệp Mặc mắc câu. Em chỉ đi làm mồi dụ. Tuy rằng em không biết mặt sau sự việc là gì, nhưng em biết rằng nếu như đến cha gia mạng em không còn, nói không chừng cấp trên đã biết việc trên người em có ký hiệu của Diệp Mặc, cho nên mới cho em tới cha gia. Cho nên dù là biết tung tích huyết sắc san hô, em cũng không đi nhận nhiệm vụ này. Cho dù có nhiều việc em chưa hiểu hết, nhưng em dám khẳng định bất luận huyết sắc san hô và Diệp Mặc có quan hệ ra sao, chỉ cần em đi chỉ còn đường chết. Diệp Mặc nghe tới đây lòng vui vẻ. Cô Đồng Cầm này quả nhiên biết tung tích của huyết sắc san hô. Nhưng ngoài dữ liệu quán tích cách giết Kiều Cương không phải cha gia mà là Vân gia, mà địa sát, bởi vì hắn giết một tên sát thủ của họ, thế nên là mới tập trung lực lượng giết hắn. Không ngờ chuyện địa sát đối phó hắn là có nguồn gốc. Tại sao cha gia là chủ động đối phó với hắn ta? Ở lần đua xe trước đây, hắn và cha gia không hề có chút thù hận. Giác quan thứ 6 của Đồng Cầm thật mạnh. Diệp Mặc đoán địa sát thực sự có khả năng đã biết hắn để lại ký hiệu trên người Đồng Cầm, cho nên mới chuẩn bị cho Đồng Cầm làm vật hy sinh, chỉ muốn giết Diệp Mặc. Trong chuyện này, ngoài việc hắn đã giết chết một người của địa sát, chắc chắn còn có chuyện nguyên nhân khác. Bằng không địa sát không thể để cho người
của họ làm vật hy sinh. Ôi, kỳ thực là em không nên tiếp tục theo dấu Diệp Mặc, em chỉ cần đi theo là được, cũng không cần động thủ. Trần Thanh thở dài nói. Đồng Cầm lắc đầu. Em có linh cảm, lúc đó chỉ cần em không chạy đi, không chừng giờ này bị hắn bắt được. Rất lâu sau, Trần Thanh lên tiếng. Vậy em định thế nào? Cứ cho là Diệp Mặc lợi hại như vậy, chẳng lẽ em dám rời tổ trước sao? Vậy chỉ còn một đường chết thảm. Một người chết còn hơn cả nhà chết. Diệp Mặc động một chút là diệt cả nhà người ta. Hắn hung ác quá. Em thà tự mình tìm một chỗ ở vụng trộm chết đi, còn hơn để hắn tìm giết cả nhà. Đồng Cầm bất lực. Trần Thanh cười lạnh một tiếng rồi nói. Đồng Cầm, thời gian anh ở địa rất dài hơn em, có nhiều việc em chưa hiểu. Diệp Mặc có phải là người giết người hàng loạt không anh không biết, nhưng một khi em dám phản bội địa sát, chắc chắn bọn họ giết sẽ là giết người hàng loạt. Bọn họ cũng là một lũ điên, với căn bản không thể thuyết phục. 5 năm trước lúc anh mới vào địa sát, anh có một người tiền bối là sát thủ chữ nhân, chỉ một cách chữ địa một bậc. Bởi vì một lần thực hiện nhiệm vụ bị nhốt trong nơi nào đó, chậm mất mấy ngày mà cả nhà anh ta bị giết. Cấp trên anh ta đúng là có thể giết người hàng loạt, chỉ em không biết mà thôi. À, Đồng Cầm chưa nghe nói tới tổ chức của mình lại giết người hàng loạt. Điều này thật quá khủng khiếp. Diệp Bạc có thể giết người hàng loạt là do cô suy đoán. Nghĩ tới đây cô lại lọt một lần lo lắng cách làm của mình. Diệp Bạc biết, nếu như nghe tiếp không có tin tức gì ý nghĩa nữa rồi. Hắn vừa đi ra thản như nói. Nếu các người cùng tôi hợp tác, tôi không những không để cho địa sát giết các người, mà hơn nữa tôi cũng có thể cứu mạng cho hai người. À, Đồng Cầm và Trần Thanh đột nhiên đứng lên. Diệp Mặc tới quá thình lình, làm bọn họ không hề có sự chuẩn bị. Mặc dù hai người ở trạng thái ngạc nhiên như vậy, nhưng phản ứng rất nhanh. Hai người đồng thời đặt tay trên hông, rõ ràng là vũ khí bọn họ ở đó. Không ngờ lại là anh Diệp Mặc. Anh tới đây bằng cách nào? Đồng Cầm lập tức nhận ra người đang đi vào là ai. Bàn tay đặt ở hông của cô ta buông thõng. Cô biết những cái món đòn sát thủ của cô không có chỗ dùng với Diệp Mặc. Nghe lời Đồng Cầm, Trần Thành lòng sợ hãi. Y cứ nghĩ rằng biết độ kinh khủng của Diệp Mặc. Trên biển sâu này, y không thấy bất cứ một cái thuyền nào tới gần. Bắc Phúc cảnh giác không phát hiện ra bất cứ gì. Một người sống cứ như vậy xuất hiện trong khoang tàu. Hơn nữa quần áo trên người hắn không hề ướt. Cứ như là mới bước sang từ căn phòng bên cạnh. Sát thủ lợi hại nhất địa sát phòng chừng cũng không có bản lĩnh như vậy. Chả trách Đồng Cầm sợ hắn tới vậy. Hắn đúng là có lý do để khiến người ta sợ hãi. Diệp Mặc ngồi xuống, bừng cái chén trà trên bàn lên tự rót rồi uống một cốc. Tiếp tục chậm rãi nói. Đồng Cầm, bây giờ không phải là lúc cô hỏi tại sao tôi lên thuyền được. Tôi có cách của tôi. Cô đã ra lận trong cuộc đua xe, muốn giết tôi. Tôi bây giờ nếu muốn giết cô thì cũng không tốn chút sức lực. Hơn nữa, tôi có hàng ngàn lý do để giết cô. Bây giờ tôi không giết cô, chỉ là muốn xem cô có tức thời hay không. Nhưng nếu cô nhất quyết muốn chết, tôi cũng không có cách nào khác. Đồng Cầm thở dài một hơi, dường như là muốn buông ra tất cả. Nét mặt lo lắng biến mất. Có những lúc con người là như thế. Lo lắng lúc sự việc chưa xảy ra, nhưng một khi nó đã xảy ra với bản thân, lúc sắp đối mặt mới cảm nhận được lo lắng không có tác dụng gì chỉ bằng đối mặt. Diệp tiền bối, tôi biết người rất lợi hại, muốn giết chúng tôi cũng như giết một con kiến mà thôi. Địa sát không phải là muốn phản bội là phản bội ngay được. Nói thực lòng, tôi cũng không có chút thiện cảm với địa sát. Khi đó chúng tôi đều là bị cưỡng ép đi huấn luyện, chỉ là không còn đường khác để đi, mới là phải lăn lộn sống theo địa sát. Bây giờ tôi đắc tội với anh rồi, anh có thể giết tôi. Tôi chỉ xin anh đừng giết cả nhà tôi. Đồng Cầm cuối cùng lấy lại sự thoải mái. Dù sao phải chết chi bằng chết thoải mái. Diệp Mặc cười thản nhiên, đột nhiên cầm tay Đồng Cầm, rất nhanh rạch trên tay Đồng Cầm một vết thương. Cho đến lúc Đồng Cầm kịp phản ứng, Diệp Mặc thả ra, bắt lấy một con sâu màu đỏ sẫm trong tay. Cô nói không dám phản bội địa sát vì cái này ư? Bây giờ tôi lấy nó ra khỏi người cô rồi. Bây giờ cô có thể nói. Đồng Cầm mở to hai mắt nhìn, lúc lâu sau kinh ngạc. Anh, sao anh biết trên người tôi có sâu độc đó? Làm thế nào anh lấy nó ra? Anh lại dám bắt nó bằng tay không? Chẳng lẽ không sợ nó cắn chui vào người anh? Diệp Mặc cười nhạt. Loại côn trùng này mà cô cũng gọi là sâu độc ư? Đừng làm tôi cười lăn lộn lên chứ. Chương 292, thủ đoạn đáng sợ. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Loại trùng này mà cũng được gọi là trùng độc, đừng làm tôi phát cười.
Lòng hắn nghĩ tới trùng hòa thượng, một cái thời hoành tráng ở tù trần giới. Trên người ông ta các loại trùng, trùng ông ta nuôi con nào cũng cả mét. Trùng lớn nhất cũng là mười mấy mét. Mấy thứ nhỏ nhặt này trong tu chân giới đến một con ruồi cũng không bằng. Trần Thành kinh sợ nhìn chăm chăm con trùng độc trong tay Diệp Mặc, lòng y dấy lên sợ hãi. Lần đầu tiên y thấy con côn trùng trong cơ thể người, mặc dù biết rằng những ai tham gia vào địa sát phải là chịu bị trùng chúa hạ độc trùng. Nếu như phản bội hoặc bỏ trốn thì loại kịch độc đó kích hoạt dẫn tới chất độc trực tiếp xâm nhập tim không thể cứu. Và lại y nghe nói rằng những người đi trước nói những người có thể trong cơ thể bị hạ địa sát trùng thì cả đời là người của địa sát, ngoại trừ trùng chúa của địa sát không ai có thể giải được loại trùng độc. Nhưng hôm nay y chứng kiến Diệp Mặc chỉ cần 1-2 giây có thể giải trùng độc trong người đồng cầm và lại nắm trên tay không sợ bị cắn, hắn quả lợi hại. Trần Thành vốn dĩ muốn động thủ với Diệp Mặc, giờ không dám động đậy nữa. Trên mình người thanh niên này y cảm thấy không có chút cơ hội. Tuy dự đoán của mình không mạnh bằng đồng cầm, nhưng người thực sự cảm nhận nếu y mà ra tay chắc chắn bị giết ngay tức khắc. Diệp Mặc cảm thấy có chút không bình thường. Loại trùng này đối với hắn tuy là không giống cũng chỉ như con ruồi, nhưng thực sự nó là có sinh mạng và máu, mà sức sống trên người đồng cầm. Bởi vì trùng bị mình lấy liền có vẻ uể oải, thậm chí sắc mặt vàng vọt. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiền bối, Diệp trưởng bối, anh có thể giải trừ trùng độc trong cơ thể tôi sao? Tôi sau khi kinh hãi, Trần Thành lập tức hiểu đây là cơ hội có 1-2. Trong người gã cũng có trùng độc, nếu có thể giải đi thì thiên hạ rộng lớn tha hồ ngào du, y không có người nhà bị địa sắt báo thù gì cả. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý của gã, lạnh lùng nhìn Trần Thành một cái nói, muốn giải trùng độc trong người anh không khó, nhưng tôi có một câu hỏi, anh phải trả lời đúng sự thật. Nếu anh giấu giếm điều gì, tôi có thể bắt hồn anh. Đương nhiên câu cuối là dùng để dọa nạt y. Đến bây giờ trúc cơ Diệp Mặc cũng chưa có, nếu như muốn bắt hồn thì hắn cũng không, thì chỉ còn cách khống chế tâm trí thần thành. Khiến y tự nói ra, nhưng cái nói ra không tốt chính là tin tức nói ra không được trọn vẹn. Tôi đồng ý, chỉ cần tiền bối giúp tôi giải trùng độc, tôi đồng ý trả lời bất cứ câu hỏi của anh. Khác với đồng cẩm do dự, Trần Thanh không do dự chút gì. Tốt. Nói xong, Diệp Mặc với tay vẽ một cái đường trên cánh tay Trần Thanh. Tuy thời gian lâu một tí, nhưng cũng không quá 5 giây, lấy ra một con trùng màu vàng từ cánh tay Trần Thanh. Diệp Mặc lấm lắm lấy cái con trùng vàng trong tay, phát hiện sức sống rất mãnh liệt. Và Trần Thanh còn yếu ớt hơn cả đồng cẩm, yếu tới lỗi gục ngay xuống đất. Đến khi y vịn vào ghế ngồi mới thôi. Màu sắc trùng độc không đúng, và lại máu trong đó không giống, chẳng lẽ có quan hệ. Diệp Mặc dùng tay bóp chặt, trùng độc màu đỏ lập tức bị bóp nát. Móng tay hắn bắn ra tia lửa màu vàng nhạt, đốt sạch trùng độc. Nhưng còn trùng màu vàng thì hắn không bóp chết, vẫn là nắm trong tay. Đồng cầm vào Trần Thanh nhìn đến ngây người. Họ từng thấy qua những kẻ lợi hại trong rất nhiều tổ chức, thậm chí một số có năng lực đặc biệt. Chưa từng thấy qua người nào lợi hại như Diệp Mặc, chỉ dùng tay không lấy ra trùng độc cũng không nói, mà là khinh thường trùng lợi hại như vậy, thậm chí bóp chết trên móng tay là tóe ra lửa đốt sạch, giống như là đang làm ảo thuật. Nếu không phải bọn họ tận mắt chứng kiến, họ tuyệt không tin. Diệp Mặc thì trầm ngâm không nói. Hắn cảm thấy trùng này có phần khác thường, không những màu sắc không giống, mà sức sống tinh huyết trong đó. Rốt cuộc là chuyện gì? Hai người có biết tại sao trùng độc trong cơ thể hai người có màu sắc không giống nhau không? Diệp Mặc nghĩ một chút, cảm thấy trùng này giống với trùng ăn sắc mà mình thấy trong giới tu chân, nhưng lại không giống, bởi vì không thể khẳng định cho nên mở miệng hỏi. Đồng cầm và Trần Thanh nhìn nhau lắc đầu. Không biết, nhưng mà trùng độc mà anh lấy ra không khác mấy so với mấy cái địa vị chúng tôi. Hiện giờ tôi là sát thủ chữ đỏ, Trần Thanh là sát thủ chữ vàng. Tôi thấy những con trùng mà anh lấy ra là sắc màu cùng đẳng cấp hiện tại, cho nên tôi nghĩ là có liên quan tới nhau. Sát thủ chữ nhân mà cũng chia ra nhiều như vậy sao? Diệp Mặc lẩm bẩm vẫn không hiểu, lập tức hỏi. Nếu hai người đều không nhìn thấy được hình dáng và màu sắc của chúng thì sao hai người lên cấp? Trần Thành lại nói, mỗi một người gia nhập địa sát đều bị trùng chúa của địa sát hạ trùng độc. Thông thường mới gia nhập đều là sát nhân chữ đỏ, sau chữ đỏ là chữ cam, tôi mới lên sát nhân chữ vàng, mà sát nhân chữ nhân cao nhất chính là chữ tím. Chuyện này là do chuyên gia địa sát kiểm tra, sau khi kiểm tra đến trình độ sẽ là phát một huân chương. Nói xong, Trần Thành lấy một cái huân chương màu vàng, có màu vàng, hình dáng hai bên đều là hình cây đao nhọn. Hình cây đao nhọn này để trên đầu một người có chút quái dị.
Sau khi huân trường đưa Diệp Mặc, Trần Thanh nói: sát thủ chi địa cũng có 7 màu, mà hình huân trường họ không phải là đầu người mà là mảng đất. Diệp Mặc cầm huân trường xem xét hồi lâu cũng không có thấy gì, xem ra đây chỉ là giống cái huân trường kỷ niệm bình thường. Thấy Diệp Mặc xem xét cái huân trường, Đồng cầm lấy ra, lấy cái của mình đưa Diệp Mặc, ngoại trừ màu sắc không giống, mọi thứ đều giống. Diệp Mặc nắm lấy huân trường rồi hỏi: thế thì huân trường chữ thiên có phải là trên bầu trời mang hai cây đao không? Trần Thanh lắc đầu: cái này thì tôi không biết, tôi chưa bao giờ từng thấy huân trường sát thủ chữ thiên. Tôi có một người anh là Nguyên Bằng, anh ta sát thủ chữ địa đang thực hành nhiệm vụ đầu tiên lên cấp sát nhân chữ thiên thì thất bại. Nhưng tôi nghe nói sau khi lên được sát thủ chữ thiên thì trùng độc sẽ được giải, trở thành trưởng lão địa sát, và lại có thể lựa chọn rời khỏi địa sát, sống cuộc sống tự do tự tại, cho nên tất cả là muốn mau chóng trở thành sát thủ chữ thiên. Diệp Mặc giật mình lập tức nói ngay: có ai trở thành sát thủ chữ thiên chưa? Trần Thanh gật đầu nói: nghe nói mỗi năm đều có người trở thành sát thủ chữ thiên, và lại sau khi trở thành sát thủ chữ thiên, tất cả những người đó lựa chọn rời địa sát, đổi lấy một cuộc sống bình thường. Nếu tôi lên chữ thiên, tôi là lựa chọn rời khỏi. Diệp Mặc hoàn toàn hiểu rõ, cười lạnh lùng: đổi một cuộc sống ư? Muốn lừa ai chứ? Thì tôi không hiểu được loại trùng độc này thế nào, nhưng bây giờ hiểu được chút ít. Và lại chuyện này tôi cũng thấy nhiều, loại trùng này hơi giống với trùng ăn xác tôi thấy trước đây. Đương nhiên loại trùng này so sánh với trùng ăn xác không biết khác nhau chỗ nào. Trùng ăn xác à? Đồng cầm lặp lại, sắc mặt trắng bệch, cơ thể lào ngờ lại có trùng ăn xác, nghe cái tên mà đủ rợn. Diệp Mặc cười lạnh: không sai, loại này là loại trùng ăn xác, nó ký sinh trong cơ thể người, hút máu người nó ký sinh, và lại là hút luôn sự sống, cho nên một khi trùng ăn xác xâm nhập cơ thể sau khi giết người thì sự sống người bị giết sẽ bị trùng ăn xác nuốt chửng. Sau đó là dùng máu của người mà nó ký sinh sinh sống, cho nên giết người càng nhiều nó càng phát triển càng có sức sống. Ý của anh là tôi dùng máu của mình nuôi trùng ăn xác, sau đó chúng tôi giết người thì sự sống của người chết bị trùng ăn xác nuốt. Sắc mặt Trần Thanh trắng bệch, chuyện này khiến y khó lòng chấp nhận. Không sai, Diệp Mặc gật đầu tiếp tục nói: tôi đoán là kẻ hạ trùng độc cho hai người không hề có tâm địa tốt. Một mặt đương nhiên là phòng trường hợp mấy người bỏ trốn, quan trọng nhất chính là để trùng ăn xác có nhiều máu và sinh mạng càng tốt. Phải biết rằng khi bọn bầy giết người càng tập trung càng có lợi cho trùng ăn xác. Diệp Mặc nhìn cái kẻ sắc mặt trắng bệch mới là tử tốn. Con trùng ăn xác trong cơ thể hai người bắt đầu, khi tôi lấy nó ra thì hai người đã yếu ớt, và lại con trùng đó vẫn là đang chống cự trong tay, nó muốn ăn máu của mấy người. Có thể thấy là sát thủ địa sát sau khi lên thiên cấp có thể lựa chọn rời khỏi là chuyện dối trá. Nếu tôi đoán không sai, sau khi lên được chữ thiên thì trùng ăn xác đã trưởng thành, một khi bị lấy ra cơ thể người ký sinh lập tức yếu tàn tệ, trùng ăn xác sẽ cắn chặt người bị ký sinh, hút sạch sức sống và máu kẻ đó. Sắc mặt của Đồng Cầm và Trần Thanh càng trắng bệch. Rất lâu Đồng Cầm run rẩy nói: tại sao lại làm thế? Phải biết rằng mỗi một sát thủ chữ thiên đều là nhân tài, sao tất cả lại giết người mình như thế? Tuy bọn họ tin lời Diệp Mặc nhưng chuyện này thật khó chấp nhận. Diệp Mặc cười lạnh: đương nhiên là vì trùng ăn xác đã trưởng thành có thể thu hoạch cho người nuôi chúng. Kẻ hạ trùng độc cho các người nhất định là lợi dụng sức sống và máu của trùng trưởng thành, luyện một thứ công pháp nào đó. Diệp Mặc nói xong, hắn không thể không khâm phục kế sách lâu dài và tâm giá tâm của kẻ hạ độc. Đây chẳng những là đang tu luyện một loại đơn dược muốn có là có, nhưng cho dù là loại trùng này không bằng trùng ăn xác nhưng đặc tính giống nhau, thế giới này thật có loại trùng độc này mà còn có thể khống chế nó, có thể thấy kẻ nuôi chúng là rất có bản lãnh. Thì ra là như thế. Trần Thanh thở dài một hơi, rất hiển nhiên y tin lời Diệp Mặc. Trần Thanh, anh biết chuyện gì rồi phải không? Đồng Cẩm lập tức hỏi, sắc mặt Trần Thanh khó coi. Rốt cuộc tôi hiểu cách gọi là cái chết anh Nguyên Bằng. Lần cuối cùng anh ấy đi làm nhiệm vụ thế là sát thủ tím, mà nhiệm vụ đó đâu có khó khăn, nhưng anh ấy không hoàn thành. Bây giờ tôi hiểu, anh ấy là bị chủng chúa hại chết. Chương 293: Kế hoạch huyết sắc san hô. Diệp Mặc nhìn nhíu mày trầm ngâm không nói gì. Nếu như thực sự đúng như thế thì thực lực tên nuôi trùng độc quả không xem thường được. Địa sát thành lập nhiều năm, người này rốt cuộc không biết nuốt bao nhiêu máu và sự sống của nhiều người. Lần sau khi đi tiêu diệt địa sát cũng nên chú ý tên này.
Nhưng hiện tại hắn không có tâm trí nghĩ đến thứ này nữa. Nghĩ tới đây hắn phẩy tay nói, chuyện này tạm thời gác qua một bên. Anh nói cho tôi biết huyết sắc san hô ở đâu. Hai người họ tỉnh ra, thấy Diệp Mạc hỏi huyết sắc san hô, Đồng Cầm lập tức nói, sau khi tôi rời khỏi chỗ đua xe, vốn dĩ muốn chạy càng xa càng tốt, không ngờ lại tới đây. Bởi vì tôi vẫn chưa dám phản bội cấp trên nên liên lạc bên đây, bọn họ lập tức giao cho tôi nhiệm vụ mới. Đó là bảo tôi lập tức quay về họ Cha, nói rằng huyết sắc san hô đã không còn ở nhà họ Kiều. Lúc tôi đoán rằng huyết sắc san hô rất có khả năng ở nhà họ Cha rồi, tôi đang do dự hỏi thăm thì Trần Thanh tới tìm tôi. Trần Thanh gật đầu, đúng vậy, cấp trên phái tôi tới đây nói là để hỗ trợ Đồng Cầm, nhưng mà tôi biết để canh chừng thôi. Bởi vì Đồng Cầm rời khỏi Hồ Trung không báo cáo lại, sau đó cô ta mới báo lại cấp trên không biết tôi và cô ta quen biết. Lúc nhỏ tôi được cha mẹ cô ta nuôi lấng một thời gian, sau đó chúng tôi mới phát hiện ra mình chung một tổ chức nên phải tiếp tục làm như không quen. Bởi tổ chức chúng tôi không chấp nhận mọi người có quan hệ với nhau, đừng nói chi thân thiết. Diệp Mạc gật đầu phản ứng. Phản ứng Đồng Cầm không tồi, giác quan thứ 6 của Thổ rất, cô rất chính xác. Xem ra địa sát bảo cô đi điều tra nhà họ Cha, thực ra là muốn cô làm bia đỡ đạn. Mục đích nào? Nhử mình tới nhà họ Cha. Còn mục đích khác là sợ Đồng Cầm lọt vào tay mình trước lộ ra tin của địa sát. Điều khiến Diệp Mặc nghi ngờ là làm sao người địa sát biết mình đánh ký hiệu lên Đồng Cầm, còn là làm sao họ biết được mình sẽ theo dõi Đồng Cầm, chả lẽ họ chỉ đoán thôi sao? Diệp Mặc nhìn Đồng Cầm lúc lâu mới nói, cô có thể đoán được cấp trên phái cô đi làm vật thế thân thật không sai. Tôi hỏi cô, người nhà họ Cha gặp qua Trần Thanh chưa? Bọn họ nhận ra Trần Thanh không? Trần Thanh lập tức nói ra, nhất định không nhận ra, tôi chưa từng tới nhà họ Cha bao giờ, và lại nhiệm vụ của tôi đa số là ở Hồng Kông và Macau. Diệp Mặc gật đầu nói, vậy thì tốt. Còn nữa, hang ổ ở các người ở đâu? Sát thủ nội địa và Hồng Kông mỗi năm là tập trung tại miếu phổ Hồng Kông, hội sở tịch dương tư nhân một lần, còn là những quốc gia khác thì tôi không biết. Nhưng mà tôi biết địa sát ngoài hang ổ ở Hồng Kông còn 3 hang ổ khác, vị trí cụ thể tôi không biết. Trần Thanh lập tức nói, miếu phổ Hồng Kông à? Diệp Mặc nghĩ tới hồi Hồng Kông mình còn đến miếu phổ đi lại nửa ngày chơi, sau đó cùng Diệt Đại Dại Đường cũng ở đó. Không ngờ tổ chức địa sát lại là ở một nơi hỗn loạn như thế. Được rồi, nếu như thế thì Trần Thành hãy rời khỏi đây trước. Ngày mai tôi sẽ đóng giả cậu cùng Đồng Cầm tới nhà họ Cha. Diệp Mặc lập tức nói ra phương án kế hoạch của mình. Cùng Đồng Cầm tới nhà họ Cha thì quá phù hợp. Như thế, hắn sẽ lấy được huyết sắc san hô một cách dễ dàng. Anh muốn mạo danh người địa sát à? Trần Thành kinh ngạc nhìn Diệp Mặc lúc sau mới lên tiếng tiếp tục nói, cao thủ địa sát như mây, tôi dám khẳng định nếu bọn họ muốn Đồng Cầm làm vật thế thân, nhất định sẽ có một kẻ vô cùng lợi hại đang đợi anh. Anh còn đi chứ? Vật thế thân sao? Diệp Mặc cười lạnh lùng, tôi muốn biết rốt cuộc ai là kẻ thế thân đây. Anh Diệp, tôi muốn hỏi anh, tại sao khi lấy con trùng độc của người Đồng Cầm ra thì anh bóp chết ngay, còn của tôi anh giữ trong tay, tôi vẫn cảm thấy ghê tởm. Trần Thanh một mực nhìn chằm chằm con trùng vàng trong tay Diệp Mặc, chỉ cần con trùng này chưa bị diệt y vẫn cảm thấy không yên tâm. Diệp Mặc không đáp, đương nhiên là hắn biết loại trùng ăn xác này muốn nuôi chúng thật không đơn giản. Ngoại trừ những gì hắn nói với Trần Thanh và Đồng Cầm, còn một đặc tính nữa, sau khi cơ thể vật chủ ký sinh bị chết, con trùng đó sẽ trở về với người nuôi chúng, tiếp tục cho người đó sử dụng mà máu trong đó cũng không mất đi. Mục đích Diệp Mặc giữ lại trùng này, đương nhiên lát nữa hắn sẽ làm một cái dấu ấn thần thức, sau đó để nó trở về, để lại một ít dấu vết, để tránh về sau khi hắn muốn tìm trùng chúa mà tìm không được. Hắn hạ quyết tâm, sau khi lấy được huyết sắc san hô, lập tức tìm một nơi linh khí tốt để đột phá. Một khi lên cấp thì chuyện đầu tiên hắn làm là đi tìm hang ổ của địa sát. Những cái lời này tất nhiên hắn không nói cho Trần Thanh biết. Nếu lỡ Trần Thanh lại bị người của địa sát bắt đi, chẳng phải làm lộ mục đích hắn sao? Đồng Cầm rất muốn hỏi Diệp Mặc có là hắn đã đánh dấu lên người cô rồi không?
Nhưng cô thấy câu hỏi của Trần Thanh, Diệp Mặc cũng không trả lời, cho nên cô không dám hỏi. Diệp Mặc quay sang nói với Đồng Cầm. Đồng Cầm, nếu cô đồng ý cùng tôi tới nhà họ Cha, thì tội mưu sát tôi lần trước tôi có thể bỏ qua. Đồng thời tôi sẽ dạy cô một môn công pháp cổ võ, đảm bảo cô tự vệ được. Tôi đồng ý. Gần như cùng lúc với câu của Diệp Mặc, Đồng Cầm đã tỏ đồng ý. Một là giờ đây cô đã ở trong tay Diệp Mặc không thể chống trả, hai là cô biết cổ võ. Thông thường trong tổ chức có thể lên cấp chữ địa đều là kẻ tu luyện cổ võ, nhưng mà công pháp của cổ võ rất quý báu. Diệp Mặc lại nói dạy cô một môn. Nếu cô không đồng ý thì đúng là ngốc. Trần Thanh chăm chăm nhìn Đồng Cầm, y rất ngưỡng mộ cô, nhưng y biết mình không thể thay thế Đồng Cầm để đi cùng Diệp Mặc. Đồng Cầm nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Trần Thanh, cô nhìn Diệp Mặc nói: Anh Diệp, nếu anh dạy tôi một cái cổ môn cổ võ thì tôi lại có thể dạy cho Trần Thanh không? Đương nhiên là có thể. Diệp Mặc không chút do dự trả lời. Đối với hắn chuyện này không phải vấn đề. Công pháp cổ võ này là do hắn giết người mà đoạt. Đối với bọn họ thì quý báu, nhưng với Diệp Mặc chả khác đống rác. Thấy thế Đồng Cầm đồng ý thì Diệp Mặc lập tức nói: Sáng sớm mai tôi sẽ đợi cổ sân bay. Còn Trần Thanh, tôi đề nghị sau khi anh đi nên là bỏ hết tất cả những gì liên quan tới địa sát, kể cả mái tóc. Tôi nghĩ anh là một sát thủ địa vẫn còn đó. Đồng Cầm là lứa, Diệp Mặc không kiểm tra, nhưng hắn thì kiểm tra Trần Thanh. Ngoại trừ trùng độc ra không có dấu ấn, từ đó có thể suy ra trên người Đồng Cầm chắc chắn cũng không có ký hiệu. Cho nên hắn chỉ nhắc nhở Trần Thanh một chút. Đối với người, những cái ân tình nhỏ nhặt này một chút không có hề gì, nhưng cũng phải thôi. Người hạ độc làm sao mà ngờ trùng của mình dễ dàng bị diệt như thế. Nói xong, Diệp Mặc ra khoang thiền biến mất ở ngoài biển. Đồng Cầm và Trần Thanh ngây người nhìn vào màn đêm biển lớn và chuyện biến mất của Diệp Mặc, họ hoàn toàn là thẫn thờ. Nếu như nói rằng khi đến Diệp Mặc rõ ràng trốn ở khoang thuyền họ không phát hiện, thì khi hắn biến mất cũng không có tiếng động, quả là quá đáng. Thật lợi hại. Mãi tới khi Diệp Mặc đi đã lâu, Trần Thanh mới hoàn hồn nói: Chả trách sao cô nói hắn đáng sợ. Làm sao mà đáng sợ, là kinh hồn mới đúng. Tôi chưa bao giờ gặp kẻ nào lợi hại như thế. Hắn không thể so sánh với lẽ thường. Xuyệt, Đồng Cầm xuyệt một cái hơi dài. Giác quan thứ 6 của tôi là đúng. Hắn là một kẻ không thể đắc tội. Nếu tôi nghe lời tổ chức, không chừng ngày mai tôi là một cái xác, mà chúng ta còn không biết được mình đã bị người lùi trùng xem là thức ăn của chúng mà lùi dưỡng. Nếu so với cái đáng sợ của Diệp Mặc thì tổ chức chúng ta càng kinh khủng. Trần Thanh gật đầu nói: Nếu đã có phương pháp tu luyện bằng máu như thế thì tên trùng chuốc là tên súc sinh. Nhưng mà hắn đã đắc tội với Diệp Mặc, tôi nghĩ hắn sẽ có ngày phải hối hận. Đồng Cầm, giác quan thứ 6 của cô quả là lợi hại. Đồng Cầm trầm ngâm không nói gì, lúc sau mới nói tiếp: Cho nên tôi tin lời anh là đúng. Nhưng anh cũng đừng lo lắng. Khi tôi có công pháp cổ võ, tôi chép cho anh một phần. Còn nữa, anh mau rời khỏi ta má đi. Mang cả nhà chị và anh rể tôi tới. Sau đó đợi tôi ở đó. Chuyện ở đây kết thúc, tôi lập tức về thành phố Kinh. Tôi có dự cảm Diệp Mặc sẽ không tha cho địa sát. Địa sát đắc tội với anh ta, đáng đổi cho sự xui xẻo của họ. Đợi địa sát diệt vong, chúng ta có thể sống một cách đàng hoàng. Trần Thanh gật đầu: Được, nhưng sau khi tôi đón chị và anh rể cô đi thì tôi sẽ rời khỏi. Tôi còn có một vài người bạn ở địa sát. Tôi muốn nói cho họ biết, nếu họ gặp phải Diệp Mặc, bảo họ cầu xin một con đường sống. Trùng độc của anh đã chết, anh đừng tới Hồng Kông nữa, Đồng Cầm lập tức nói. Trần Thanh lập tức đáp một cách trịnh trọng: Điều này tôi biết, ngày mai cô và anh Diệp đến cha già hãy cẩn thận. Khi Diệp Mặc đến phi trường Ta Má thì Đồng Cầm đã đợi từ lâu. Thấy Diệp Mặc, cô mau chóng bước tới, đưa Diệp Mặc tấm vé máy bay. Muốn tới nhà họ Cha thì bay tới Lạc Dương trước, sau đó mới ngồi xe từ Lạc Dương tới nhà họ Cha, thành phố Lương Phổ. Diệp Mặc định đi cướp một mình, nhưng lại sợ nó không có ở đó. Bây giờ đi cùng với Đồng Cầm, không chừng trực tiếp lấy được huyết sắc san hô, sau đó mới giết chết cũng không sao. Cho dù nó không có ở đó, nhất định họ sẽ nói cho Đồng Cầm biết nó đang ở đâu. Muốn ám sát mình ư? Đừng trách mình khiến cho tất cả bọn họ là trả giá. Bây giờ đối với địa sát, Diệp Mặc không có cách nghĩ khác. Vốn dĩ đối với Diệp Mặc chỉ là một cái tổ chức sát thủ nhỏ. Cho dù là tổ chức sát thủ quốc tế, hắn cũng không quan tâm. Thậm chí
hắn chỉ cần đeo theo một cái pháp khí phòng ngự vào người thì có thể tránh khỏi mọi sự mưu sát. Nhưng khi xuất hiện một kẻ tù luyện có thể dùng trùng ăn xác thì khác. Nếu chẳng may cái tên này có thủ đoạn vượt khỏi địa cấp thì làm sao? Hơn nữa, nếu như tên này là địa cấp nhưng mà trong giới tu luyện thì cái khiến cho kẻ khác kiêng kỵ nhất là người nuôi trùng. Tên tuổi của trùng hòa thượng lúc đầu không ai dám động. Khi hắn vào thời kỳ nguyên đan thì củng cấp không đối thủ, không có nguyên nhân gì, bởi vì trùng hắn quá nhiều. Và lại Diệp Mặc nghi ngờ huyết sắc san hô là thứ trùng chúa muốn. Nếu y có thể sử dụng trùng an sắc, nói không chừng y cũng có thể sử dụng huyết sắc san hô. Chuyện này thật không phải là giỡn chơi. Vốn dĩ y có trùng để tu luyện cũng đủ lợi hại, nếu thêm huyết sắc san hô, Diệp Mặc càng lo lắng. Chương 294. Bị phát hiện. Lương Phổ vốn dĩ là một huyện nhỏ, nhưng mấy năm gần đây là phát triển rất nhanh, trở thành một cái thành phố cấp huyện mà còn có khả năng tiếp tục phát triển. Nhà họ Cha ở Giang Nam tuy rất nhiều kẻ học cổ võ biết tới, thậm chí một số người ẩn môn cũng biết, nhưng mà tại Lương Phổ thực sự không nổi danh cho lắm. Duy chỉ có danh tiếng nhất là một mảng đất cổ nhà họ Cha, thậm chí rất nhiều người biết một cái dòng họ Cha gửi mảnh đất đó. Mảnh đất vốn dĩ là ở thành huyện cũng không có giá trị mấy, nhưng sau khi Lương Phổ lên thành thị, tới khi thông đường giá tới lạc thương, cho nên giá đất cứ lên mãi. Nghe nói mảnh đất này lật tới lật lùi vô số lần. Và lại, mảnh đất đó ở Lương Phổ nằm ngay đoạn đường Hoàng Kim, cho nên giá trị càng cao. Bởi vì giá đất Lương Phổ lên một mức cao, mảnh đất nhà họ Cha nằm ngay đoạn đường Hoàng Kim nhất, cho nên rất nhiều nhà buôn để mắt tới. Bởi vì những cái thương buôn để mắt tới miếng đất quá nhiều, thực sự có thực lực để đoạt lấy, chỉ có tập đoàn Hoành Hóa. Trong kinh nghiệm lâu nay thì nơi mà tập đoàn Hoành Hóa muốn có thì không thể không đoạt được. Cho nên khi mà tập đoàn Hoành Hóa muốn có mảnh đất của nhà họ Cha, rất nhiều người chờ nhà họ Cha chuyển nhà. Nhưng mọi chuyện ngoài tầm dự đoán mọi người, khi chuyện này mới được khơi ra thì trong vòng nửa tháng tập đoàn Hoành Hóa không còn theo đuổi ý muốn đó nữa. Chẳng có nguyên nhân gì khác, bởi qua là bộ phận cấp cao tập đoàn Hoành Hóa biến mất chỉ trong một đêm. Thậm chí một bộ phận nhỏ trong gia đình của họ cũng biến mất theo. Chuyện này gây chấn động lớn. Trải qua cuộc điều tra, phía nhà nước cho biết người tập đoàn Hoàng Hóa vì trốn thế, hối lộ tham ô, sợ xảy ra chuyện gì trong một đêm lấy trộm toàn bộ số tiền ra nước ngoài. Bất luận việc này là thật hay giả, nhưng nhà cổ của Cha Gia không ai để ý. Khi mà Đồng Cầm và Diệp Mặc tới Cha Gia, nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ chủ nhà Cha Như Long, ít nhất biểu hiện hơi nhạt nhiệt tình. Diệp Mặc mới bước vào vườn của Cha Gia cảm nhận một luồng âm khí, hoặc cũng có thể nói là địa âm sát khí. Sống ở một cái mảnh đất có sát khí nặng như thế tuyệt đối không phải là một cái ý hay. Nhưng mà cái khiến Diệp Mặc thấy lạ là khu nhà họ Cha tuy lớn nhưng lại không có nhiều người ở, chỉ có mấy người giúp việc lè tè. Và lại những người giúp việc này đều là rất ốm yếu, hiển nhiên là bị ảnh hưởng bởi sát khí. Xem ra người Cha Gia không sống ở đây, mà nhà cũ Cha Gia Giang Nam cũng chỉ là nơi tu luyện của Cha Gia. Nói rõ hơn thì Cha Gia không muốn sống ở một nơi sát khí nặng nề như thế. Cổ võ mà nhà họ Cha tu luyện liên quan tới địa sát, xem ra họ chẳng tốt lành gì. Hậu viện Cha Gia bị đồ đạc ngăn chặn, rõ ràng không cho ai tiến vào. Nhưng thần thức Diệp Mặc lướt qua, biết trong hậu viên không có bất kỳ người đang ở, trừ một số đệ tử Cha Gia tu luyện cổ võ. Cô Đồng, lần trước cô đi mà không nói lời nào, tôi còn chưa biết thân thế cô. Cha Như Long, tôi tạ lỗi với cô trước. Cha Như Long vẻ mặt hối lỗi nói, nhưng vẻ mặt chuyển biến ngay khi đối diện với Diệp Mặc. Đây chắc là ông Trần Thành, xin mời vào. Nói xong nụ cười Cha Như Long càng lúc càng tươi. Cha Như Long xem ra chỉ độ chừng 50, khuôn mặt trắng không râu, đã tu luyện tới hoàng cấp trung kỳ, xem ra vẫn là có chút nội tình. Diệp Mặc thấy biểu hiện của Cha Như Long, tuy rằng rất nhanh hồi phục trạng thái nhiệt tình bình thường, nhưng hắn cảm thấy được trong một cái tích tắc ánh mắt kinh ngạc của ông ta nhìn thấy mình. Tuy mình có hóa trang sơ nhưng lại không đặc biệt, Diệp Mặc khẳng định hóa trang như vậy. Như Long nhìn không ra, nếu Cha Như Long không thấy được Diệp Mặc dịch xung ánh mắt nghi kỵ ông ta nhìn thấy mình, cách lý giải duy nhất là ông ta nhận ra mình không phải Trần Thanh. Vậy có nghĩa
Ông ta là gặp qua Trần Thanh hoặc nhìn qua ảnh Trần Thanh. Diệp Mặc nghĩ thầm, không ngờ Địa Sắt làm việc tỉ mỉ như thế. Thế ảnh của Trần Thanh mà cũng gửi cho ông ta xem. Một kẻ có thể tùy tiện đem ảnh sát thủ cấp dưới mình cho người chủ xem, hoặc cũng có thể nói là để cho sát thủ trong tổ chức gặp mặt người chủ, chỉ có hai khả năng chính là tên sát thủ đó đã bị tổ chức bỏ rơi, hoặc là người chủ và tên sát thủ đó quan hệ cực kỳ mật thiết. Xem ra quan hệ Trần Thanh và Đồng Cầm đã bị tổ chức biết rõ mười mươi. Tội nghiệp cho họ còn nghĩ rằng không ai biết chuyện này. Không sai, tôi là Trần Thanh. Cho dù bị cha Như Long nhận ra nhưng cũng tới đây rồi. Làm gì thì làm cho chót. Đợi lát nữa, nếu không rào huyết sắc san hô ra thì tới cướp cũng chưa muộn. Cha Như Long cười. Tôi là cha Như Long. Hai vị ghé thăm chúng tôi đó là vinh hạnh nhà họ cha. Nói xong, cha Như Long để cho Diệp Mặc và Đồng Cầm vào phòng khách. Diệp Mặc tiến vào thì thần thức lập tức dò xét khắp nơi. Khi hắn và Đồng Cầm vừa đến cửa thì hai tên chặn lại. Phòng khách chỉ có ba người, ngoại trừ cha Như Long có hai cái tên luyện võ thông thường. Diệp Mặc quan sát một chút, hai tên này không phải sát thủ. Nhưng thần thức Diệp Mặc khi quét xuống đất lập tức hiểu chuyện gì. Dưới mặt đất là rỗng, phía dưới lòng đất hai bên chỗ ngồi cho khách đều là sát thủ mai phục. Và lại Diệp Mặc quan sát được hai tên đó là sát thủ, thậm chí không phải là hai tên sát thủ tầm thường, họ đều là sát thủ chữ địa. Thần thức Diệp Mặc dò xét khắp nơi, rất nhanh phát hiện trên nóc nhà có thêm một sát thủ chữ địa. Ở cửa ra vào cũng một sát thủ chữ địa. Đáng tiếc chuyện này Diệp Mặc gặp không phải lần đầu. Nếu muốn ám sát kẻ khác thì khả năng thành công rất lớn. Muốn ám sát hắn quá là kém cỏi. Bố trí nhiều sát thủ như thế đối phó với mình. Địa Sắt quá coi trọng mình rồi. Chẳng lẽ người của Địa Sắt biết mình giả mạo Trần Thanh? Không thể có chuyện đó. Cho dù là cha Như Long thì sao ông ta nhìn thấy mình mới biết là mình không phải Trần Thanh? Một khả năng duy nhất chính là biết được hắn sẽ theo dõi Đồng Cầm mà tới đây cướp huyết sắc san hô. Bọn sát thủ này chỉ chờ hắn xuất hiện rồi ra tay. Bây giờ cha Như Long phát hiện ra hắn không phải Trần Thanh, chỉ cần động não thêm chút nữa biết ngay hắn là Diệp Mặc. Cho dù hắn có thay đổi dung mạo thì vẫn bị phát hiện. Diệp Mặc khẳng định ông ta thấy mình qua ảnh. Nhưng mà nếu như cha Như Long phát hiện thì không chừng ông ta cũng động thủ ngay thôi. Diệp Mặc ngừng lại giữa phòng khách nhưng không tiến đến chỗ giữa. Một khi hắn ngồi xuống thì sát thủ lập tức ra tay, hắn sẽ không thấy được huyết sắc san hô nữa. Điều khiến Diệp Mặc không hiểu là hắn chỉ giết hai cái tên sát thủ Địa Sát mà thôi, nhưng Địa Sát sao là tốn bao công sức để giết hắn như vậy. Diệp Mặc mới nghĩ lượng ngày trời nghĩ không ra, nhưng chỉ có vài tên sát thủ tép dìu muốn lấy mạng ta, Địa Sát quá là xem thường y rồi. Con người của Đồng Cầm hết sức cảnh giác tới Diệp Mặc đứng yên, cô liền là đứng cạnh hắn bước không bước. Hai vị mời ngồi. Thấy Diệp Mặc vẫn chưa ngồi, cha Như Long lập tức mời. Diệp Mặc mỉm cười. Ông cha, tôi và Đồng Cầm tới là phụ trách việc huyết sắc san hô. Tuy nó quan trọng với nhà họ cha nhưng cũng quan trọng đối với chúng tôi. Bây giờ huyết sắc san hô có đấy chứ? Diệp Mặc biết rằng hắn không nên nói thế, nhưng cho dù bị lộ tẩy rồi hắn cũng không cần che giấu. Cần phải sớm thấy huyết sắc san hô mới là chuyện chính. Nếu như huyết sắc san hô đang ở trong tay nhà họ cha, án mạng nhà họ Kiều nhất định liên quan tới nhà họ cha. Quả nhiên khi Diệp Mặc nói ra lời đó, Đồng Cầm ý thức được lời của Diệp Mặc rõ ràng là muốn đối phương nghi ngờ thân phận bây giờ của họ, không có quyền hỏi huyết sắc san hô. Nhưng Diệp Mặc đã nói, với sự thông minh của hắn, không có lý nào hắn đã nói thế. Lý do duy nhất, hắn biết thân phận mình đã bại lộ. Tuy Đồng Cầm không biết mình làm gì để bị phát hiện, nhưng hiện giờ cô cùng phe với Diệp Mặc nên cũng lập tức nói. Không sai, tôi mới nhận lệnh cấp trên bảo rằng chúng tôi đến để bảo vệ huyết sắc san hô, cho nên tôi muốn khẳng định là huyết sắc san hô vẫn còn. Diệp Mặc ngầm gật đầu, Đồng Cầm thật thông minh, cô hiểu ý hắn. Nói chuyện như thế vẻ hơi thẳng thắn quá, nhưng như thế mới có cơ hội nhìn thấy huyết sắc san hô. Được, xin mời ngồi, tôi lập tức đem người mang huyết sắc san hô ra cho chư vị kiểm tra. Cha Như Long nói xong lập tức bảo với người phía sau, anh đem huyết sắc san hô ra đây. Chẳng có chút lo lắng nào cả, bị người khác biết được nhà họ cha chính là hung thủ tiêu diệt nhà họ Kiều, và lại khẩu khí chưa hề chứa đựng sự nghi ngờ Diệp Mặc. Xin mời hai vị ngồi, cha Như Long lại nói với Diệp Mặc và Đồng Cầm. Diệp Mặc đương nhiên biết là có sát thủ mai phục hai bên, hắn cười lạnh đến bên cạnh chiếc ghế ngồi xuống. Cha Như Long thấy cử chỉ Diệp Mặc, ánh mắt lộ vui mừng. Diệp Mặc làm như không để ý, đồng thời khi hắn ngồi xuống, phi kiếm của hắn men theo chân ghế luồn xuống đất.
Tên sát thủ mai phục Diệp Mặc chưa kịp động thủ bị Diệp Mặc dùng phi kiếm bêu đầu, thậm chí trùng độc trong cơ thể chưa kịp chạy thoát. Diệp Mặc giết chết tên sát thủ dưới chỗ mình ngồi, phi kiếm dưới sự khống chế quán trực tiếp giết tên sát thủ đối diện phía dưới của Đồng Cầm. Hai tên sát thủ bị Diệp Mặc giết chết trong khi Diệp Mặc và Đồng Cầm ngồi xuống. Cứ cho là như thế, phi kiếm của Diệp Mặc vẫn chưa ngừng tiếp tục khống chế phi kiếm với cái thế lồi vũ giết chết tên sát thủ ngoài cửa. Sau đó phi kiếm dịch khỏi mặt đất trực tiếp dưới sự khống chế Diệp Mặc như một cái đường ánh sáng trắng giết chết cái tên sát thủ trên nóc nhà. Bốn tên sát thủ bị Diệp Mặc giết chết trong một thời gian ngắn, thậm chí chưa kịp kêu một tiếng. Diệp Mặc cười thầm, trước mặt thực lực bất cứ sự mai mục phục gì cũng là vô ích. Nhưng khi Diệp Mặc thu hồi phi kiếm, sắc mặt trắng bệch, dù gì thì cũng đã giết liên tiếp bốn người và lại cực kỳ nhanh. Khống chế biên độ của phi kiếm hơi thần tốc khiến Trần Nguyên Y bị tổn thất. Chương 295, nguy hiểm. Nhưng điều này cũng là làm cho Diệp Mặc trở nên cảnh giác hơn. Mặc dù hắn là người tu chân tiền thiền chiếm ưu thế, nếu như là đối mặt với sự bảo vệ nhiều người, phi kiếm của hắn tuy rất lợi hại cũng không thể chịu nổi nhiều người. Tới một ngày Trần Nguyên hắn dùng hết chính là lúc hắn lâm vào đường cùng. Diệp Mặc cũng biết Trần Nguyên hôm nay dùng nhiều như vậy có liên quan tới bốn tên sát thủ này. Nếu bốn tên sát thủ này đứng trước mặt hắn, có lẽ hắn không dùng nhiều Trần Nguyên như vậy. Nhưng đây chỉ là không phải là kiếm cớ. Trà Như Long nhìn Diệp Mặc và Đồng Cầm ngồi xuống, mắt lộ vui mừng, y lập tức cười hạ. Nào để tôi rót trà. Vốn là ở trong ám hiệu Trà Như Long phải nói bốn chữ này, tiếp sau đó chờ sát thủ động thủ, y là đứng ra hỗ trợ. Nhưng sau khi y nói xong ám hiệu rót trà thì không có động tác gì. Thoáng qua một chút, sắc mặt Trà Như Long khó coi. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào người này thực là địa sát sao? Không đúng, người mạo nhận Trần Thanh trong đó rất giống Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên biết suy nghĩ của Trà Như Long, thần thức hắn nhìn chằm chằm vào cái tên ở ngoài cửa lấy huyết sắc san hô. Quả nhiên à, sau khi y đi vào cổng sao vẫn cứ một mực phía trước, biến mất rất nhanh trong phạm vi thần thức. Trà Như Long đứng ngồi không yên, thấy Diệp Mặc nhìn y lóng lòng sốt ruột. Đang lúc Diệp Mặc cho rằng huyết sắc san hô không còn ở nhà, cha ra lập tức biết người của địa sát lấy đi. Trong thần thức quán xuất hiện kẻ đi lấy huyết sắc san hô. Bên cạnh gã đàn ông đó có hai người luyện võ công cổ võ đi cùng, một người cao nhất trong đó chính là tù vị huyền cấp. Diệp Mặc thấy gã đàn ông kia ôm trong lồng ngực một cái hộp to, lòng vui mừng, không ngờ là huyết sắc san hô. Thời điểm hắn tới nhà cha ra thật đúng lúc, may mắn đúng lúc là không tới. Nếu cứ như cứng nhắc dùng vũ lực gây rút dây động rừng, chơi huyết trường, huyết sắc san hô là bị chuyện đi đâu. Thật nhanh chóng, ba người tới phòng khách. Diệp Mặc không chờ cái gã đàn ông ôm huyết sắc san hô ra loại cho Trà Như Long, liền đứng dậy nhận lấy. Diệp Mặc mở hộp ngọc, quả là nhánh huyết sắc san hô đỏ như máu, việc bảo quản không tồi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy không phải là thuận lợi cho lắm, nhưng mà huyết sắc san hô cuối cùng trong tay hắn. Thấy huyết sắc san hô thực trong tay Diệp Mặc, sắc mặt Trà Như Long trở nên khó coi, thậm chí nghi ngờ địa sát lửa y một phen. Diệp Mặc lập tức thu huyết sắc san hô vật vào tay hắn. Hắn không thể lấy ra. Anh cất huyết sắc san hô đâu rồi? Trà Như Long ngây người hồi lâu phát hiện ra không nhìn thấy hộp ngọc to ấy nữa. Chiếc hộp ngọc to như vậy tùy tiện là không thấy đâu. Trà Như Long lập tức hoảng hốt. Diệp Mặc thản nhiên nói, chúng tôi đến lấy huyết sắc san hô. Huyết sắc san hô ông đã đưa cho chúng tôi chứng tỏ ông cũng làm không tồi. Thôi đi đây, xin cáo từ. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Đồng Cầm thấy vậy vội đi theo. Đứng lại! Trà Như Long lóng lẩy lập tức quát. Diệp Mặc quay đầu lạnh lùng nhìn Trà Như Long. Trà tiên sinh có chuyện gì thế này? Tiền phái người ám sát tôi, nhưng nhìn thấy huyết sắc san hô như thế này tôi không thích tính toán. Nếu ông không biết điều đừng trách tôi qua cầu rút ván. Anh biết à? Trà Như Long giờ mới hiểu được, từ đầu tới cuối Diệp Mặc vốn ạ nhận ra, biết mình nhận ra hắn. Người của địa sát bây giờ không động thủ, Trà Như Long đã nghi ngờ mình bị bẫy. Nghĩ tới đây, Trà Như Long liền nhấn chiếc chuông dưới mặt bàn. Chỉ mấy phút, thần thức Diệp Mặc quét tới một lượt. Các trạm gác ngầm ở trong sân cha ra đều đang lần lượt tiến vào phòng khách. Thật nhanh chóng, Diệp Mặc và Đồng Cầm bị 20 người vây quanh, thậm chí có tới 5 người tu vị hoàng cấp, 2 người huyền cấp. Trong thành phố hiện đại này, lại có một cái lực lượng hùng hậu thế này thật lạ. Có thể đạt được tất cả rồi. Đồng Cầm vốn đang kinh ngạc, không biết là vì Diệp Mặc giấu huyết sắc san hô to như vậy đi đâu. Giờ nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy đang bao quanh hai người,
sắc mặt trắng bệch. Cô không phải đồ ngốc, bất kỳ ai trong số những người này nếu không phải bằng cách ám sát thì cô đều không phải đối thủ. Huống hồ tất cả có tới 20 người. Đưa huyết sắc san hô ra đây, ta tha cho các ngươi đi. Bây giờ Trà Như Long đang nghi ngờ liệu người của địa sát có hay không toàn là quỷ. Đến bốn tên sát thủ không hề động thủ, đến cả mặt cũng che kín hết lại, ông ta không nhận ra ai. Tuy ông ta phải giết Diệp Mặc nhưng lại không biết Diệp Mặc đã mang huyết sắc san hô đi đâu. Cho nên trước khi không thấy huyết sắc san hô, ông ta không thể động thủ. Diệp Mặc nhìn Trà Như Long nói, tôi có chút thắc mắc là sao địa sát lại phải lấy huyết sắc san hô giao cho ông, thậm chí còn phái người giúp ông. Bốn tên sát thủ kia không cần tới nữa, tôi giết hết chúng rồi. Anh giết lúc nào chứ? Trà Như Long nói theo bản năng. Diệp Mặc cười lạnh không nói. Trà Như Long giờ mới thấy suy đoán của mình là sai lầm. Địa sát không hề cấu kết với Diệp Mặc, chỉ không biết Diệp Mặc giết bốn tên sát thủ lúc nào. Anh đem huyết sắc san hô ra đây cho tôi xem, hoặc đặt nó trên bàn tôi lập tức nói cho anh biết tại sao. Trà Như Long sắc mặt khó coi, nói xong trên mặt hiện vẻ thâm độc. Nếu anh không nói thì dù anh thoát khỏi nhà Trà gia cũng là sẽ giết sạch người nhà anh. Tôi có thể tiêu diệt Kiều gia, hủy hoại Diệp gia nhà anh, còn Khinh Tuyết tôi lại giữ lại cô ta làm trò tiêu khiển. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, vốn hắn không có ý định giết hết, nhưng Trà Như Long đã là khiêu khích hắn như vậy, Trà Như Long đã chạm tới phần đối nghịch còn lại của hắn. Thấy ánh mắt Diệp Mặc lạnh như băng, Trà Như Long người run, dường như ông ta cảm giác bản thân làm chuyện gì ngu ngốc. Quả nhiên Diệp Mặc nói lạnh tanh, tên họ Trà kia, ông thành công chọc giận tôi rồi. Được, hôm nay tôi giết sạch người nhà cha. Nói khoác. Lúc này tên bảo vệ huyết sắc san hô, người huyền cấp cổ võ nhìn Diệp Mặc sau đó nói với Trà Như Long, chủ nhân, dù là hắn giấu huyết sắc san hô đâu thì cũng không thể rời khỏi phòng này. Chúng ta chỉ cần giết hắn, cho dù là đào ba thước tất đất cũng nhất định tìm ra. Hà thiết phải nhiều lời. Hơn nữa tôi không tin là lột từng mảnh ra của hắn. Hắn không nói lời nào. Nói xong y lập tức nhìn Diệp Mặc chằm chằm, ánh mắt đầy sát khí. Ánh mắt Trà Như Long chợt lóe, lòng y cho rằng người vừa nói như vậy rất có lý. Dù Diệp Mặc lợi hại nhưng hôm nay chỉ cần giết chết hắn. Vậy là y lập tức gật đầu nói, cùng lên, giết chết hắn cho ta. Ta không tin huyết sắc san hô có thể chạy khỏi phòng. Hơn 20 người xung quanh nghe Trà Như Long lập tức cùng nhau nhào tới. Những người này tu luyện đều là ám sát và có quan hệ với cổ võ, còn chưa tiếp cận cảm giác một loại âm gió đang tới. Đồng công lập tức bị gió âm này làm cả người phát run, thậm chí mặt trắng bệch. Nhưng Đồng Cầm lại phát hiện ra rằng đòn tấn công những người này không thể chạm vào người cô, dường như có cái đó gì vô hình ngăn lại. Diệp Mặc xuất hiện trường đao của biên pha, trường đao cắt ngang xuống dưới, xung quanh ánh lên tia chớp hồng. Chỉ vài phút thôi, 21 người bảo vệ quanh Diệp Mặc và Đồng Cầm, chỉ còn trừ lại người huyền cấp nói lúc đầu. Nhưng mà một cánh tay trên người y đã bị chém đứt. Lúc này y cứ ngơ người, cho tới bây giờ y không nghĩ rằng một cái cao thủ huyền cấp như mình cùng với bao nhiêu người vây quanh một người trẻ tuổi như vậy, nháy mắt gần như bị diệt sạch. Trà Như Long nhìn thi thể tanh máu khắp phòng, mặt trắng như tờ giấy. Y biết Diệp Mặc lợi hại, không ngờ lợi hại tới mức như vậy. Y phải làm thế nào để Trà gia được sống bây giờ? Sớm nghe Tống gia bị uy hiếp, Khinh Tuyết bị Diệp Mặc giết chết, y không ngờ mình đi theo vết đổ người khác. Y cứ cho rằng Tống gia sao có thể bị với Trà gia, thực sự chứng tỏ y sai. Lúc này y mới hối hận, nhưng trên thế giới không có bất cứ sự hối hận nào đáng nói. Anh rốt cuộc ở tu vị gì? Chẳng lẽ anh trở thành cao thủ địa cấp? Tên huyền cấp bị Diệp Mặc chém đứt một cánh tay, mắt đầy hoảng sợ run rẩy hỏi. Y và Trà Như Long không hề để ý đến cái trường đao như thế nào. Chỉ đến khi Diệp Mặc thu trường đao về, hai người mới chợt tỉnh. Trường đao Diệp Mặc đã lâu rồi. Đã đâu rồi? Hắn lấy ra nó từ đâu? Đồng Cầm ngây người giờ mới phản ứng, nhìn thấy thi thể máu tanh chất đầy cột kìm không nổi sự sợ hãi, chạy qua một bên bắt đầu lồn tốc lồn tháo. Cô cũng giết người nhưng đều là ám sát, chưa bao giờ thấy cái đặc tình cảnh chết chóc tanh máu tới thế. Diệp Mặc không quan tâm, Đồng Cầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trà Như Long nói, trả lời tôi hai câu hỏi. Thứ nhất, Trà gia các người tại sao muốn ám sát tôi? Thứ hai, địa sát tại sao phải là để huyết sắc san hô tại Trà gia? Nếu ông không nói, tôi tìm những người còn lại của nhà Trà gia đem giết sạch. Sửng sốt hồi lâu, Trà Như Long bỗng cười hả, anh sẽ đi giết sao? Tôi chờ anh tìm những người còn lại Trà gia để giết đấy. Đi đi, ha ha, điên rồi. Diệp Mặc lập tức dùng một quyền đánh trúng Trà Như Long, rồi quay đầu giết lốt tên sát thủ huyện cấp cụt tay. Sau đó lại hỏi hai câu mới hỏi. Trà Như Long mặt thử ra, tuy nhiên đối mặt câu hỏi Diệp Mặc y cũng trả lời rất nhanh, là Âu Phong muốn giết anh.
hắn muốn lấy pháp khí ngọc lữ bàn của nhà Tống gia rồi tới lương nhờ cha gia chúng tôi. Một trong hai điều kiện của hắn là giết chết Diệp Mặc, điều kiện thứ hai là giới thiệu hắn đi một cái ẩn môn. Tôi giới thiệu hắn tới địa sát, đồng thời đem ngọc lữ bản tặng địa sát. Mục đích của tôi chỉ cần huyết sắc san hô mà thôi. Diệp Mặc lại hỏi thăm lần nữa. Nếu huyết sắc san hô là cha gia các người cướp được, còn ngọc lữ bản là do Âu Phong tặng cha gia nhà các người, tại sao phải đưa huyết sắc san hô cho địa sát? Bởi vì Vân gia rất ngờ nghịch, bọn chúng mời địa sát ra tay đối phó Kiều Cương, khiến chuyện huyết sắc san hô bị địa sát biết. Địa sát cam đoan là không để chuyện của huyết sắc san hô lộ ra ngoài, hơn nữa cũng không ra tay cướp lấy huyết sắc san hô và thù lao là ngọc nữ bản. Cha Như Lòng thẫn thờ trả lời, hóa ra là vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu, chỉ cần ẩn môn không ra tay thì đúng là không có người nào có thể cướp huyết sắc san hô. Nếu như cha gia không hy sinh ngọc nữ bản, vậy thì bọn họ vốn không có cách nào giữ huyết sắc san hô. Người cha gia bây giờ trốn ở đâu? Diệp Mặc tuy không thực sự đi giết hết, dù sao hắn và cha gia là tử thủ, nhất định phải biết rõ. Cha Như Lòng lại trả lời, cha gia chúng tôi không có thân nhân lữ, vì cha gia thuộc cho âm sát, cổ võ cha gia chỉ có thể cho nam nhân tu luyện. Sau khi sinh nở một ngày, người phụ nữ càng bị âm sát quấy nhiễu không thể sống sót. Diệp Mặc không biết nói gì, không ngờ lại có một cái gia tộc như vậy. Không đúng, Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề mấu chốt, hắn bây giờ càng nguy hiểm hơn. Chương 296 tiết lộ. Nhìn đồng cờm còn đang luôn mửa, Diệp Mặc tùy tay đào gió giáng xuống cha Như Long, quét lên tất cả những người còn lại cha ra. Mười mấy quả cầu lửa vung quanh phòng, máu tanh biến thành tro bụi. Anh đồng cờm lúc này xoay người thấy Diệp Mặc phát ra hỏa cầu, cô thực sự là sững sờ. Nếu nói Diệp Mặc tối qua là vô tình xuất hiện ở chiếc thuyền nhỏ trên biển khiến cô rất khiếp sợ, Diệp Mặc vừa rồi liên tiếp giết 20 người cô càng hoảng sợ. Hiện tại Diệp Mặc vung hỏa cầu đem những thứ trước mắt biến thành tro bụi là vượt hoàn toàn ngoài cảm nhận của cô. Đồng Cẩm thậm chí ngây ngốc tại chỗ. Hắn ta rốt cuộc là ai? Đồng Cẩm ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Cuối cùng cô là đã tin thế giới có một loại này, điều mà cô trước giờ nghĩ không dám nghĩ. Diệp Mặc nhìn Đồng Cẩm ngây dại như cũ, xuất một cái quyển cổ võ và một bình sứ đưa Đồng Cẩm. Bản cổ võ này là tôi đoạt được từ trong tay một cao thủ huyền cấp đỉnh cao, còn có viên thuốc này là trợ giúp tu luyện, hiện tại tặng cô coi như trả ơn cô dẫn đường. Nếu như không có viên thuốc, tuổi của cô khi tu luyện bản cổ võ này dù là vài thập niên cũng không có kết quả. Nhưng có viên thuốc này không giống thế. Viên thuốc này tuy rằng không thể so đan dược, nhưng so cô trong vòng 5 năm thăng cấp huyền cấp vẫn có thể. Còn một điều là hiện tại chúng ta đều bị nguy hiểm. Tôi nghĩ là một cái sát thủ cô hẳn có cảm ngũ giác này. Cô tốt nhất đi càng nhanh càng tốt. Nói xong Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, lấy hỏa cầu vù đưa Đồng Cầm. Hai cái lá bùa này có thể cứu cô một mạng. Thời điểm nguy cấp lém về phía kẻ thù, nói một chữ lầm. Về cái khác, tôi không giúp cô được rồi. Cô đi trước đi, có thể thoát khỏi địa sát hay không toàn bộ nhờ chính cô. Tôi nghĩ tổ trước kia với cô hẳn sớm bắt đầu hoài nghi. Lòng cô hẳn tính toán được. Đối với quan hệ của cô và Trần Thanh, tôi nghĩ tổ trước kia của cô sớm đã biết. Đồng Cầm rốt cuộc phản ứng, vội vàng tiếp lấy đồ vật khom người làm lễ với Diệp Mặc. Đa tạ ân cứu mạng của anh Diệp. Nếu Đồng Cầm bất tử, tất có báo đáp. Diệp Gặt Mặc khoát tay. Báo ân không cần, bây giờ cô có thể chạy khỏi địa sát không? Còn là chưa biết. Tôi nghĩ địa sát rất nhanh tiến hành toàn diện đổi giết với chúng ta. Cô có thể chạy trốn hay không hoàn toàn dựa vào vận mệnh. Hiện tại cô đi nhanh lên, tôi còn một số việc. Đồng Cẩm cúi chào lần nữa, xoay người rất nhanh khỏi cha ra, rất nhanh biến mất không thấy gì. Diệp Mặc nhìn bóng lưng Đồng Cẩm biến mất, hắn biết Đồng Cẩm thông minh như vậy, hơn nữa là có giác quan thứ 6 nhạy cảm. Chạy thoát khả năng bị đuổi giết của địa sát rất lớn. Nếu cô không có cách nào chạy khỏi địa sát, mình cũng không có cách giúp cô ấy. Có thể giúp mình cũng giúp rồi. Diệp Mặc sở dĩ biết nguy hiểm, bởi hắn biết cha ra đường ngọc lữ bản cho địa sát làm giao dịch. Địa sát có lẽ là không đem tin tức cha ra có được huyết sắc san hô tiết lộ ra, nhưng thứ mình chiếm được lại không giống. Có lẽ lúc này địa sát đã biết cha ra xảy ra chuyện, không chừng cũng phái rất nhiều sát thủ đồng thời đem tin tức huyết sắc san hô phát tán khắp nơi. Địa sát mặc dù là tổ chức quốc tế, nhưng quan hệ với ẩn môn, bọn họ có thể thông báo cho ẩn môn biết tin tức huyết sắc san hô trước mặt người tu luyện cổ võ ẩn môn.
so với Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo lần trước Diệp Mặc lấy được còn nặng ký hơn. Bởi vì truyền thuyết huyết sắc san hô có thể luyện chế thành thuốc, hết người luyện võ địa cấp thẳng tới tiên thiên. Chỉ có điều Kiều gia và mấy gia tộc khác căn bản không biết chỗ quý báu của trong đó, hoặc nói bọn họ chỉ lấy huyết sắc san hô để người luyện võ thẳng tới hoàng cấp, thực sự là muốn phí của trời. Cha già có lẽ biết, nhưng bọn họ không nên đắc tội với Diệp Mặc, thậm chí còn muốn giết hắn. Nếu chỉ có một số người tu luyện cổ phó ẩn môn tới cướp, Diệp Mặc không để ý, nhưng huyết sắc san hô lại liên lụy quá lớn. Một khi liên lụy tới nhiều người, Diệp Mặc không dám cam đoan mình có thể trốn. Phi kiếm của hắn không phải vô địch, một khi người khác biết được phương thức chiến đấu của hắn, chỉ cần 2-3 cái tên luyện võ địa cấp khống chế phi kiếm, hơn nữa có 2 gã luyện địa cấp vây quanh tấn công, hắn chỉ một con đường chết. Hơn nữa cho dù người khác cũng không có khống chế được phi kiếm của hắn, chỉ cần phần đông cao thủ bao vây tấn công hắn, hắn ngăn cản không nổi nhiều người vây giết. Một khi hắn chân nguyên tiêu hào quá lớn, cũng là thời điểm hắn ngã xuống. Diệp Mặc biết rằng nếu như không có phi kiếm, thực lực chân chính của hắn so với một người luyện võ địa cấp không sai biệt. Hắn có thể dễ dàng giết người luyện võ địa cấp, trấn áp Trường Trì Hối, hoàn toàn bởi hắn có phi kiếm, có thần thức. Loại cổ võ này căn bản không biết thứ này. Tu chân và cổ võ khác nhau, càng tu luyện tới mặt sau chênh lệch càng lớn. Tới cuối cùng, trong mắt người tu luyện cổ võ ở tu chân chỉ là con kiến hôi. Nhưng lúc đầu tu chân giả căn bản không phải đối thủ của người tu luyện cổ võ, mà Diệp Mặc đang đứng chỗ này, lúc đầu thậm chí là không hoàn toàn biến thành một tu chân giả. Hoặc là nói nếu không phải Diệp Mặc đều là đọc lướt qua võ thuật, hơn nữa tu vị không tệ, hắn sớm là chết trong tay người khác. Diệp Mặc biết rằng tốc độ làm việc địa sát rất nhanh, hơn nữa hiện tại có thể là chuyện của hắn bị bại lộ, nói không chừng rất nhiều cao thủ ẩn môn ở chen chúc hướng phía Lương Phổ. Nhưng mà hắn bây giờ không thể đi, một vùng âm sát quá trân quý, loại âm sát này tuyệt đối có âm sát châu tồn tại, loại vật này hắn không thể bỏ qua. Tuy rằng hắn hiện tại là không dùng, nhưng âm sát châu với quỷ tu và luyện chế pháp khí rất trọng yếu. Âm sát châu vô giá, chính là ở tu chân giới không có nhiều, nói chi là địa cầu, hoặc là nói tại tu chân giới âm sát châu giá trị so với huyết sắc san hô còn lớn hơn. Huống chi loại âm sát châu này đối với người bình thường thường tổn thật lớn, hắn bỏ đi lợi ích bản thân, nhưng loại chuyện này hắn đương nhiên không bỏ qua. Hiện tại không lấy, nói không chừng có người biết được giá trị thứ này, cho hắn lần sau đến đã là không còn. Diệp Mặc tin tưởng hắn lấy đi âm sát châu chỉ cần 1-2 giờ thôi, hắn không tin trong khoảng thời gian 1-2 giờ bị người ta vây quanh Lương Phổ, trong biệt thự xa hoa một cái tư nhân nhà ở Hồng Kông, một gã đàn ông mặc áo ngủ màu xanh, vẻ mặt âm trầm, ngồi trong phòng khách xa hoa, trong tay nắm một con côn trùng màu vàng. Liễu Trần Thanh nhìn thấy lập tức hiểu được, con côn trùng này là do Diệp Mặc lấy xuống từ người hắn, nhưng không biết làm sao lại tới đây. Tuy nhiên, con côn trùng độc này dường như bay hơi xa, có vẻ rất uể oải chịu không nổi. Một cái thị nữ gần như trần trụi bưng một cái khay hoa quả một ly sữa bước nhẹ tới. Cô đi trước mặt người đàn ông quỳ xuống, đưa chén đĩa trong tay lên đỉnh đầu, nói cực chậm: "Chủ nhân, mời dùng điểm tâm buổi sáng." Người đàn ông âm thầm lấy cái khay đựng trái cây trong tay cô gái để một bên. Người thị nữ quỳ trên đất kinh ngạc nhìn người đàn ông. Loại chuyện này trước đây chưa có, cho dù là thời điểm chủ nhân cần các cô hầu hạ, cũng không phải thời điểm lúc ăn điểm tâm sáng. Người đàn ông áo xanh này đưa con trùng độc trong tay thả ra. Con trùng độc này rất nhanh chui vào cơ thể cô gái. Cô gái thét lên một cái tiếng, té trên đất. Huyết sắc trên mặt cô rất nhanh hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ khoảng 1 giờ 45 phút, liền biến thành thi thể tái nhợt. Nhưng lập tức, có một gã đàn ông khác tới đem thi thể trên đất mang đi. Lúc con trùng độc lại bay trở về trong tay người đàn ông, nó không phải là trạng thái uể oải mà sức sống trở nên tưng bừng. Người đàn ông áo xanh đứng lên âm lãnh léo nói ra: "Trần Thanh bị giết, không có tin tức truyền về, sự tình Lương Phổ khẳng định vượt qua tầm tay hắn. Diệp Mặc này thực sự vượt qua ngoài dữ liệu của ta, không biết người như thế nuôi dạng huyết trùng thế nào. Bảo sát nhất lập tức liên hệ người ẩn môn, nói cho bọn hắn biết sự tình huyết sắc san hô, địa sát toàn lực hiệp trợ. Chúng ta chỉ cần Diệp Mặc con người này, bất kể sinh tử." "Vâng." Chỗ góc lập tức có người hồi đáp, nói xong liền đi. "Hừ, cha ra quả là đất sắc rưởi, còn được xưng là gia tộc bán nần. Ngay cả một cái gốc cây huyết sắc san hô không thể bảo quản được, ta cho bọn họ giữ một tuần cũng giữ không được." Tên đàn ông áo xanh hừ lạnh, rất rõ ràng ý đoán được huyết sắc san hô không còn ở cha ra. Nếu như cha ra ở lòng đất mà biết, nói không chừng y hiện tại là đội đất đứng lên. Huyết sắc san hô này là cha ra giành được, hơn nữa cha ra vì ngăn miệng địa sắt
quà tặng ngọc nữ bạn cho Địa Sắt im miệng. Chính là như vậy, người đàn ông áo xanh này của Địa Sắt còn nói, huyết sắc san hô chỉ tạm thời cất cho cha ra ở, bảo cha ra như là cha Như Long sao chịu nổi. Có lẽ cha Như Long căn bản không nghĩ tới, nếu như ẩn môn vẫn là ẩn cư không ra, một khi đi ra cùng người khác là tranh giành đoạt lợi. Dựa vào tình hình này mà cha gia y từng trải qua cùng Địa Sắt lục đục với nhau, giống như là đưa thịt cho người ta ăn. Cho dù Diệp mà không đoạt huyết sắc san hô, thế này cuối cùng Địa Sắt cũng lấy, tuyệt đối không tới phiên cha gia hưởng dụng. Vì sao bán ẩn gia tộc ngày càng xuống dốc? Bởi vì đại não bọn họ bị dị xét rồi, mà cố tình lại ở bên trong phố xá sầm uất. Cha gia nếu như không phải làm có một âm sát phòng trường sớm bị diệt. Hoặc nói, nếu trời biết giá trị âm sát châu và hạt châu trong tay cha gia cũng sớm bị người ta nuốt. Huyết sắc san hô vốn bị cha gia cố giấu giếm bởi quan hệ Diệp Mặc, còn có oán hận của Địa Sắt đối với Diệp Mặc lập tức chuyển ra ngay bên trong ẩn môn. Một khi thứ này bị chuyển ra tốc độ rất nhanh, trong lúc nhất thời vô số cao thủ ẩn môn đi tới cái thành thị nhỏ bé Lương Phổ. Nếu như nói hội đấu giá kia còn không thể hấp dẫn nhiều người tham gia, nhưng huyết sắc san hô được đưa ra là kinh động đến tất cả cao thủ ẩn môn và ẩn thế. Bây giờ ẩn môn và người tu luyện cổ võ, ngoại trừ lôi bộ ẩn môn chân chính, những cái loại ngoại ẩn môn và bán ẩn môn gần mấy trăm năm đều không có người thăng cấp tiên thiên. Lôi ẩn môn chân chính rất ít người xuất thế, cho nên người ở phía bên ngoài không biết đã có cao thủ tiên thiên hay không. Nhưng cao thủ tiên thiên ngoại ẩn môn và bán ẩn môn gần như đều phải ngược dòng tới Nguyệt Mạt Minh Sơ của lão đạo Trường Tam Phong.